Em xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì để mà lựa chọn một cái chiếc loa chép để mà phù hợp với một cái bộ dàn nghe nhạc của mình cũng rất là khó, và lựa chọn để sao cho nó phù hợp tai của mình. Thì cái mẫu loa chép Dioner B03 màn đơm lụa này, em nghĩ đó là một cái mẫu loa chép rất là thích hợp cũng như là phù hợp với nhiều dàn để cho anh em phối ghép nè, hoặc là nếu mà anh em cần bổ sung thì bên ngoài để tăng thêm tiếng chép cho một cái bộ dàn của mình, hoặc là một số trường hợp anh em sử dụng những cái thùng loa có những chiếc loa chép nó bị cháy hoặc là cái tiếng loa chép nó bị nhỏ đi, muốn thay thế thì cái mẫu này cũng sẽ rất là thích hợp. Tại vì cái vành tròn là một cái vành em thấy đa số ở một số dàn, em thấy đa số nha, thì em thấy anh em sử dụng những cái chiếc loa chép vành tròn sẽ nhiều hơn. Đấy, thì ở clip này em sẽ giới thiệu cái mẫu loa này và cũng như là cho anh em biết được cái chất âm của nó thông qua một cách là em sẽ test nhạc để cho anh em nghe được khi mà cái âm thanh của nó ra sẽ như thế nào, và sẽ đo kích thước của vành cho một số trường hợp anh em cần để lắp vào cái thùng loa của mình. Thì đây là một cái chiếc loa chép vành tròn, sẽ có bốn cái chân ốc như thế này. Đấy là màn chép màn đơm lụa, đấy, phù hợp cho anh em sử dụng để nghe nhạc vàng, nhạc bolero sẽ rất là hay. Đấy, anh em thích nghe nhạc thì lựa chọn cái con chép này sẽ rất là ok. Thì loa chép này là loa chép Dioner model sản phẩm là B03. Đấy, màn cái từ của nó sẽ là từ bọc khử từ, được bọc khử từ. Thì cái bọc khử từ này thì nó sẽ có tác dụng là khi anh em sử dụng mà lắp vào thùng á, thì nó sẽ tránh được một số từ trường từ những cái chiếc loa bên trong thùng, sẽ đỡ ảnh hưởng đến cái phần loa chép của mình. Đấy là cái chức năng của những cái củ từ được bọc khử từ. Thì với cái trở kháng sẽ là 8 ohm, công suất max của mỗi loa sẽ là 100W và độ nhạy sẽ là 91 dB. Thì cái công suất này sẽ là công suất tối đa chứ không phải là cái công suất tiêu thụ của loa, là anh em có thể tham khảo. Đây cái vành tròn. Thì về cái phần kích thước thì cái đường kính cả vành thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 10,5, đấy, gần 10,5 trên một cái chiếc vành. Và đường kính của hai đường chéo góc em sẽ tính từ tâm của con ốc, thì nó sẽ rơi tầm khoảng gần 9,5 cho một cái từ hai cái tâm chân ốc. Đây, và đường kính của từ này cũng khá là to, gần 7,5. Để em bắt mét lại. Đây, nó là 7,5. Thì chiều cao luôn thì nó sẽ tầm khoảng là 4 cm. Thì đấy là một số thông tin cơ bản về cái chiếc loa chép màn đơm lụa này B03 của Dioner. Và đây là cái tiếp theo cái phần mà em sẽ test cái chất âm của cái con này. Thì để mà cho anh em bổ sung thêm bên ngoài để tăng thêm tiếng chép á, thì bên em sẽ có một cách như thế này, đó là cho anh em sử dụng những cái chiếc loa chép lắp sẵn chân sắt nè và mặt phân tầng. Thì cái mặt phân tầng này nó sẽ có tác dụng cho anh em là khi sử dụng những cái chiếc cái này á, thì nó sẽ tránh được những cái tạp âm không đáng có nè, cũng như là bảo vệ cái chiếc loa chép của mình và tăng cái tuổi thọ cho loa chép. Đấy, thì những cái mặt này em cũng đã làm clip giới thiệu riêng rồi, thì đấy anh em có thể xem lại ở cái clip đó. Thì đây, thì bây giờ em cũng đã kết nối rồi, thì em sẽ bật một cái đại nhạc để cho anh em nghe thử cái chất âm của cái con loa chép màn đơm lụa này nó phát ra sẽ như thế nào. Thank you.
thì đấy là cái chất âm của cái con lo chip này. Như anh em cũng có thể nhìn sơ và nghe sơ được thì nó chất âm của nó sẽ tương đối khá là ấm và trung hòa so với cái bộ dàn của mình, sẽ rất là phù hợp cho anh em nghe nhạc nè, cũng như là phối một số dàn nghe nhạc sẽ không có bị chọi tiếng đấy. Thì nó vẫn sẽ đáp ứng được cho các bé là bổ sung tiếng chép và tăng thêm cái tiếng chép cho cái bộ dàn của mình. Và cái con loa chép này đối với một cái cặp cũ rồi thì bên em sẽ luôn tặng kèm cho anh em là một cặp trụ để cho anh em về chỉ việc đấu vào thùng của mình thôi. Thì một cặp cũ rồi sẽ là 470.000 trên một cặp. Và nếu như anh em chỉ thích lắp chân sắt thôi á, lắp chân sắt thôi thì một cặp luôn sẽ là 500.000 chỉ là lắp chân sắt. Hoặc là nếu mà anh em lắp luôn cả mặt phân tầng để bổ sung thêm bên ngoài và giúp cho loa chép của mình tăng thêm với tuổi thọ, thì lúc nãy em có nói thì một cặp như em đang test sẽ là 680.000 đấy trên một cặp. Thì nếu mà anh em cảm thấy cái mẫu này phù hợp với cái dàn của mình thì có thể liên hệ với một số điện thoại em sẽ ghi ở trên màn hình, hoặc là mọi thông tin đó bên em sẽ để dưới phần mô tả để cho anh em và các bác có thể dễ dàng xem và theo dõi hơn. Em cảm ơn anh em và các bác đã xem hết video này của em.